Chào mừng các bạn lại trở lại với bản tin Hi News ngày hôm nay cùng với Kay. Và như mọi khi chúng ta hãy cùng nhau cập nhật vào những thông tin đáng chú ý về công nghệ cho ngày hôm nay nhé. Ok, bắt đầu thôi nè. Huawei ấp ủ smartphone độc lạ mới, Asus ấn định ngày ra mắt ROG Phone 3, BKV phát hiện hệ thống gián điệp tấn công người dùng smartphone Việt Nam, iPhone 12 sẽ có phiên bản giá rẻ bất ngờ. Mặc dù là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước lệnh cấm vận của Mỹ, tuy nhiên Huawei vẫn liên tục phát triển và cho ra mắt những bằng sáng chế khác nhau. Và mới đây nhất đó chính là một bằng sáng chế và một chiếc smartphone độc đáo. Bằng sáng chế mới của Huawei nộp cho Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc vào năm 2019, nhưng cho tới tận bây giờ đầu tháng này thì mới chính thức được phê duyệt. Cụ thể thì thiết bị đầu tiên, Model A sẽ sở hữu thiết kế màn hình với viền bezel siêu mỏng ở mọi phía, do không có sự xuất hiện của camera thò thụt hay là camera đục lỗ. Khả năng cao thì máy sẽ được tích hợp camera selfie dưới màn hình. Màn hình này còn được mở rộng và uốn cong thành hai vùng nhỏ hai bên. Đây sẽ là nơi chứa các phím ảo thay thế cho phím bấm vật lý và sử dụng tương tự như phím âm lượng, phím nguồn hay thậm chí sẽ còn hỗ trợ thêm các chức năng khác. Tin hot mọi người ơi, vào ngày mai lúc 20 giờ thì chúng mình sẽ diễn ra một sự kiện livestream ra mắt chiếc điện thoại Redmi 9. Và đây là thiết bị mang một thiết kế mới, thời trang và nhỏ gọn, phần cứng được nâng cấp cùng với thời lượng pin ấn tượng. Và các bạn hãy cùng nhau đón xem livestream của chúng mình trên hai kênh thông tin là YouTube và fanpage của Thi Động nhé các bạn. Mới đây thì trên trang Weibo của mình, Asus đã đăng tải và thông tin sẽ cho ra mắt chiếc ROG Phone 3 vào tháng 7 sắp tới đây. Và trước đó thì chiếc ROG Phone 2 cũng đã được ra mắt vào ngày 22 tháng 7. Và mặc dù đã có ngày ra mắt chính thức của chiếc ROG Phone 3, tuy nhiên thì hiện tại Asus vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào của máy. Asus sẽ vẫn hợp tác với Tencent để phát triển ROG Phone 3 nhằm giúp chiếc smartphone này được tối ưu hóa khi chơi game. Theo những nguồn tin rò rỉ thì ROG Phone 3 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 865 Plus, phiên bản nâng cấp với hiệu suất xử lý đồ họa cao hơn so với Snapdragon 865. Sẽ có tùy chọn là RAM 8GB, 12GB và 16GB, dung lượng pin là 6000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 30W. Theo đó thì ROG Phone 3 sẽ được trang bị màn hình là AMOLED 6.59 inch, hỗ trợ độ phân giải là Full HD Plus và tần số là 144Hz. Mới đây thì BK đã phát đi cảnh báo về một hệ thống gián điệp có tên là VN84 app có thể lấy dữ liệu từ phía người dùng. Và theo phân tích thì những cái hệ thống này sẽ theo dõi smartphone, lấy dữ liệu từ phía người dùng và gửi về máy chủ để điều khiển. Theo đó thì tại Việt Nam, ước tính đã có hơn là 300 nạn nhân chỉ trong một thời gian ngắn. Từ kết quả phân tích thì các chuyên gia chỉ ra phần mềm gián điệp VN84 app sẽ được phát tán thông qua các website giả mạo cơ quan chức năng. Một trong số đó sẽ là trang giả mạo Bộ Công an. Các chuyên gia phát hiện là máy chủ điều khiển có giao diện bằng tiếng Trung Quốc và tin nhắn được thu thập từ điện thoại là những giao dịch ngân hàng có số tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng. Trước các thủ đoạn này thì một thủ thuật tinh vi của hacker, chuyên gia khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác trước mọi cuộc gọi lạ có liên quan đến cơ quan chức năng mà không chắc chắn về nguồn gốc, không vội vàng làm theo các yêu cầu hướng dẫn và dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại. Mặc dù là có thông tin cho rằng sắp tới đây vào tháng 9 thì Apple sẽ chỉ cho ra mắt các biến thể iPhone 5G mà thôi. Tuy nhiên vẫn có những nguồn tin khác cho rằng thì Apple vẫn sẽ giới thiệu về những biến thể 4G khác của mình có giá phải chăng hơn chiếc iPhone 11. Cụ thể thì theo Daniel Ive, model iPhone 12 giá rẻ sẽ không được hỗ trợ kết nối 5G. Ive tin rằng là model iPhone 4G này sẽ là model 5.4 inch, không hỗ trợ 5G và giá rẻ hơn cả iPhone 11 hiện có giá là 699 USD hiện nay. Theo Daniel thì Apple sẽ bán các model iPhone hỗ trợ 4G cho các thị trường chưa có sẵn mạng 5G. Ok, và đó là những thông tin về công nghệ trong ngày hôm nay mà Kay muốn đem đến các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là hãy theo dõi bản tin Hi News vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Đi cùng với đó là những subscribe để ủng hộ cho Kay nha. Còn bây giờ Kay xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye. Yeah.